Úi rồi ôi, nhìn ngon thế anh ạ. Khoai nhà anh mà lại không ngon. Ui. Wow. Chấm một canh. Ui ôi. Anh ơi, cho em xin miếng. Ôm ngồi em một miếng. Giỏi lắm anh ạ. Ui, ăn cái gì nhỉ? Ui, anh có đỏ cò à? Ăn cái gì đây? Khoai lang à? Cho em ăn với. Gọi nhà anh có một tí ở đây thôi, em mà chi nữa là hết đấy. Mà củ bé lắm, chỉ bé như thế này thôi, chưa ăn được đâu. Bé lắm, bé lắm. Thôi được rồi, em cũng không thèm ăn củ đấy nữa đâu. Em ấy có một ruộng khoai to đùng luôn. Đi theo em. Cả một ruộng khoai nướng ngon lắm. Đi thôi. Đây là ruộng khoai lang nhà Hà Trăm, anh nhà mình cứ đào thoải mái. Đào đi, đào đi. Đào đi. Đào đi. Gọi bên này. Ôi dồi ôi, đây này, cái bờ này à, ruộng bên kia là ruộng nhà bác em, còn ruộng này mới là ruộng nhà em. Đào khoai là một nghệ thuật, mà người đào khoai là một nghệ sĩ. Để anh dạy cho hai đứa cách đào khoai. Thắm trẻ xuống. Rồi, tiếp theo. Đào khoai phải đào cẩn thận, không thì hỏng hết khoai các bạn ạ. Gì đây, cái gì đây? Có mấy cái găng tay thôi mà cũng phải sợ. Cái găng tay thôi mà. Ôi ơi, con chạy mất hút luôn. Đến mùa thu hoạch rồi nên là rất nhiều khoai mà còn khoai to nữa cơ. Đây này, đào cẩn thận không hỏng hết khoai là sao ạ? Vâng. Ui, đây. Với một phát ra là ra khoai luôn các bạn ơi. Đây này. Wow, ui, rất là to luôn. Củ này to này. Để em đào ra. Đây này, nối lên cái này luôn này. Nào. Wow. To dã man luôn. Anh ơi, còn nữa cơ anh ạ. Đây nè. Nhưng mà nó ngay ở trên này là nên là mình phải hết sức là cẩn thận nha. Đất chân là cứng đấy các bạn ạ. Cẩn thận đấy. Ui, đây. Wow. Chuyên nghiệp có phải khác các bạn ạ. Cẩn thận đấy. Ui. Oh my god. Nhẹ nhàng các bạn nha, không vào củ khoai. Ui, vừa nói xong. Wow, củ này to không? Ui, to đấy nhờ, củ này nướng ngon nè. Gì đây? Ui, con rết này anh ơi, ui, con rết to này. To dã man luôn các bạn ơi. Ui, thả nó ra kia. Cẩn thận là hỏng hết khoai đấy cậu ơi. Ui, em chuyên nghiệp rồi. Chuyên nghiệp. Để xem nào. Ôi, tay em quất từ nãy giờ chưa được củ nào rồi đây. Tí nữa anh, em sẽ cho anh một điều bất ngờ. Quất hết cả luống luôn. Được rồi. Rồi, làm gì đây, làm gì tiếp theo? Như này, một khóm luôn. Wow, đây rồi các bạn ơi. Ui, đây đúng là nghệ sĩ đào khoai rồi. Ui. Thấy chưa, không con nào bị sát luôn. Mà trùm quá. Chuyên nghiệp. Tiếp, chỗ này có không? Xem khóm ở đâu. Đây rồi. Ôi trời ơi, một khóm thì có hai quả. Hai củ như củ khoai thì bị thối rồi sao các bạn? Hỏng hết rồi. Co bọc, wow, đây là khoai tím các bạn ơi. Co bọc, trùm này to lắm này. Ui, to. Wow. Siêu to khổng lồ này. Wow, khoai này củ này to thật đấy. Ui, khoai này ngon này, khoai tím này. Ui, to phải to bằng mặt Hà Tam. Ui, to thật rồi anh ơi. Cò mang cho tao cái rổ đây, tao quay một đống khoai này. Đâu, chúng mày kém năm tao đài một đống này. Ôi, trời ơi. Đâu, xem nào. Ui,
ôi, củ thối này, hai củ thối, ba củ thối, đây, chùm này, chùm nào, chùm đây, chùm đẹp như này này, rồi, đây, và củ con con, đi ta đạp cái gì mà toàn củ thối của bé xíu này, đây, đẹp đẹp đẹp, tí nữa nướng củ này cho bi ta, bi ta chọn, bi ta chọn cho anh củ đẹp nhất xem nào, đợi đẹp nhất. Đẹp nhất đây. Củ đen đẹp nhất rồi đây. Đây đây đẹp nhất của Bita đây các bạn ơi. Đây đây đây. Không hiểu Bita đào khoai kiểu gì. Mà toàn củ thối với lại củ bé thôi các bạn ơi. Một đống như này mà. Không lấy thế này, không lấy được củ to thì thối này. Ui. Thối hết rồi. Củ này còn bị chuột ăn này, chuột gặm này. Ôi trời ơi, cái củ này này. Củ ở trong củ luôn. Ui. Quay trong quay luôn. Đâu 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 đâu, được không, được không? Được không? Sao là tận bên này luôn. Ui ôi. Thế này phải đào một chùm. Chùm ui. Luôn à. Ui. Bên này, bên đấy là cây khác. Đây, bên này. Đây, 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 chỗ này, chỗ này, chỗ này. Ui, ui. Đây, 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 ui, ui. Đây, 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 từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Đây nè. Ui. Wow. Ui, cái này một chùm. Một mình một chỗ. Đây này, đây này, ui, bạn ơi, từ từ cái cây này, cái củ này nó còn mọc ra được một cái kiểu như là củ nữa. Ui, đây này, đây nữa này. Nào, ấy lên ạ. Ui. Ê. Rồi, 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 ôi, cẩn thận. À, lên được, lên rồi. Ôi, ôi, vẫn còn ở dưới. Vẫn còn. Vẫn còn ở dưới. Đây rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Đây ạ. Siêu to khổng lồ. Ngoài khoai lang, nhà Hà Tâm còn có cả khoai tây các bạn ạ. Đây này. Ui, đây được không? Đây một cây này. Đây một cây, những cây này bắt đầu ra rồi. Đây rất là nhiều luôn. Mới được rồi anh ạ. Thôi thôi thôi, đạp cây này trước. Bít bít ta nhổ nhổ. Ôi ơi. Ơi dễ luôn. Ôi. Ui như này. Ui. Rất dễ luôn. Cái này không phải không phải này. Không cần Trung Quốc luôn. Không phải Trung Quốc đâu, những cây này nhổ chắc. Đây đây. Đây đây đây. Ui. À ui đây đây. Luôn nhổ lên mặt đất luôn. Luôn nhổ này. Ui. Nhiều củ này. Ui nhúc 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 nhúc. Ui cái củ này. Đây nhìn này, này, này. Ui nhưng mà ui, đây biết nhiều này. Đây biết nhiều này. Quá nhiều khoai. Wow. Các bạn có hai cây cũng được cái củ khoai tây rồi các bạn ạ. Cò mới lên đầu dụng cái đấy các bạn. Ủa là củ thối đây. Ôi. Phải củ thối không? Không, củ này là củ sống này ạ. Từ củ này nó mọc lên cây. À, củ này là củ đây, lúc mình trồng cây. Đúng rồi, củ này là lúc là mình trồng. Củ này có ăn được không nhỉ? Nhìn này các bạn ơi. Cho những quả trứng gà các bạn ơi. Gần đến trước coi. Ôi mệt quá rồi. Thả thế. Thôi 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 thôi, không đi nữa. Đến chưa? Cứ từ từ, đi tiếp. Đến chưa? Vẫn chưa đến à? Mẹ, 5 rồi. Đến rồi. Đây. Đây. Ui. Ui giời ơi. Ây, từ từ đã. Ây, mít, mít con bé chưa ăn được đâu. Ui, đã bảo rồi, còn quả cà chua nữa. con quả đu đủ. Ê, chín đâu, đừng có bắn, đừng bắn. Dọa nhà cỏ, nhiều sâu thật đấy. Phải bắt cho đỡ phá hoại sâu. Ui, nằm ấy, nằm ấy. Đây, đây, đây nữa này, đây nữa này. Đây. Ui, nằm ấy. Ui, dụng hết rồi. Đây. Ui, được 3 con. Đây. Ui, con này to chưa? Ui, ui, luôn. Hành nhà cỏ ấy, tốt thật đuối. À, sao vậy? Ui, cậu chưa thấy ra, tôi tặng cậu cái này. Cái gì? Đây. Câu. Đây rồi, dịch ra thì chắc coi. Rồi. Bọn mình đang làm một cái lò để nướng khoai các bạn ạ. Bình thường ấy thì là mình chỉ thấy những cái kiểu như là nướng cách bình thường đúng không anh có đỏ? Ui ôi, trời ơi. Cẩn thận coi. Bây giờ là cửa này, là lâu dài cho khoai luôn đấy các bạn.
Nướng khoai là cũng phải nghệ thuật thì mới ngon được các bạn ơi. Xem đây các em ơi, xem vòng quay vòng quay. Mita, Mita, lấy một hòn đặt lên đây cho anh. Đây đây đây. Được rồi. Cho Peter, trên, dưới. Dưới. Đây. Từng hòn to, từng hòn hòn bé. Đúng rồi. Viên này to hơn này. Ui, cẩn thận, vỡ. Các bạn đã nhìn thấy cái lò nướng khoai nào như thế này chưa các bạn ơi? Lát nữa khoai chín ăn cực kỳ ngon luôn. Ở ngoài không cháy mà ở trong cũng chín. Nào các em ơi, chúng mình phải cấp tốc lên không phải trời tối mất. Vâng. Tuy hơi mất thời gian một tí nhưng mà tí nữa khoai thì thơm lưng. Sau một hồi xếp thì đã giống như ở một cái miệng giếng rồi các bạn ơi. Ui sâu không? Sâu không? Ê. Cái lò rất là to này. Cái lò này nướng như này mua khoai anh ơi. Nhìn này nó to này. Đây con nướng cả hạt tam luôn đấy. Nướng anh nướng đỏ cũng được. Càng ngày càng phải vun vào các em ạ. Vâng. Nhỏ dần như cả một cái tháp ấy. Ui. Đã bảo là anh có đỏ cứ yên tâm đi, ở đây toàn kỹ sư thôi mà. Yên tâm mà lát nữa đến đêm không được ăn khoai thì thôi đấy các bạn ạ. Ui. Nhìn này. Mất rất nhiều đất các bạn ơi, chúng mình vừa phải đi cuốc đất ở tít tít trên kia rồi cho vào xô rồi xách về đây đấy các bạn ạ. Cái lò rất là cao rồi các bạn ơi. Và bây giờ rất là hồi hộp chỉ sợ đổ thôi. Nên là không ai dám xếp thịt có Hà Sam thôi. Bên ngoài là mấy bọn mình là phụ họa cho Hà Sam rồi các bạn. Thành công là do em, còn nếu mà thất bại là do anh có đỏ với cò với lại Mita. Mối thế này đã xong rồi Hà Sam, anh phải kín hết chứ. Sợ đổ lắm anh ạ, à. Đổ đấy. À đây đây là có cái này không đổ được Hà Sam ạ. Đây này, đây trên làm mái luôn. Ôi trời ơi, bình thường làm cái lò này phải ở trên này phải kín mít cơ nhưng mà Hà Sam làm này sợ đổ quá nên là vẫn kín mà, vẫn kín đây. Hay đập lên đi. Thế này đặt. Kín rồi. Cuối cùng đã trong cái lò các bạn ơi, cái cửa của nó này, cái cửa ra vào này. Đây đây, ui tối nó mòm luôn. Khoai vào đây. Rồi, trên đây là lò này, nhìn rất là đẹp luôn. Các bạn biết đây là cây gì không? Cây ngô. Đúng rồi, cây ngô khô ấy. Cây này cũng lấy từ ngoài đồng luôn các bạn ạ. Ngoài ruộng nhà Hà Sa mấy nhà cò không thiếu cái cây gì. Đấy, không thiếu cái gì. Rồi, lên. Cháy rồi. Đúc vào đi. Chúng ta đút cái gì bảo. Bình tĩnh. Bây giờ nha, sau khi mà cháy cái này mình sẽ đút củi vào các bạn ạ. Để cho củi cháy có than rồi mình mới đút khoai vào. Nhưng bây giờ đút khoai vào là cháy luôn đấy. Nổi lửa lên đi. Cháy rồi. Củi này là củi để Tết nấu bánh chưng. Nhưng mà tôi hôm nay nướng khoai trước các bạn ạ. Cho vào đây. Ui, cháy rồi. Nhìn rất là hay luôn. Ui, nhìn này. Ôi là tối quá. Trời che lạnh ngồi này ấm thật đấy. Ấm thật. Ngày xưa anh đi chân bò toàn nướng khoai theo kiểu này thôi. Tại vì cái lúc đấy ấy, là ruộng các cô các chú ấy, thì thường là sẽ không cấy các bạn ạ. Nên là ruộng nó rất là khô. Chúng mình làm đất để làm những cái lò như này luôn ấy. Cẩn thận, sập lò bây giờ đấy. Nó cháy luôn cả lên trên này này. Hiện giờ đang cháy rất to rồi các bạn ạ. Cái lò đã bốc lửa ngùn ngụt rồi. Chỉ đợi bao giờ cháy hết củi còn than là chúng mình nướng khoai thôi. Bây giờ mọi người đang hơ tay gọi là sưởi ấm các bạn nhá, tại vì trời bây giờ đang rất là lạnh. Cháy hết củi rồi các bạn ơi, có than rồi. Bây giờ sẽ cho khoai vào. Ui trời ơi. Củi to này liệu có chín không nhỉ? Không biết đâu anh ơi. Củi này đẹp này anh ơi. Khoai tây này. Khoai tây em thích ăn khoai tây. Đứng lắm luôn. Ui rồi. Ui củ này đẹp này. Ui củ này. Củ này vừa tầm vừa tầm. Đây nữa. Thôi được rồi đấy các em ơi. Nhiều quá đấy. Mình cho than vào. Thôi. Đây. Rơi ra ngoài. Gạt vào đây. Chuẩn bị đây. Anh gạt vào. Từ. Phải cho cát lên. Quên. Cho than lên. Chuẩn bị nữa. Nào đưa ra đếm đi. 1, 2, 3. Thank you.
mạnh vào coi. Được rồi đấy, được rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ ủ khoai vào đây 30 phút các bạn nha. 30 phút tao ra kiểu gì cũng có khoai ăn. Mấy giờ rồi anh Công Đỏ? Mới có 4 giờ 30 phút thôi. 4 giờ 30 phút. Ôi trời, chết rồi. Thế là 50 phút rồi anh ơi. 50 phút. Ui trời ơi. Ui. Sao đâu? Đào đi. Ui, anh có cháy rồi. Ui thơm mùi. Wow. Ui thơm quá, thơm quá. Nóng lắm, nóng lắm anh ơi. Nóng lắm. Nóng lắm. Ui, khô đất rồi này. Khô đất luôn này. Ui, cẩn thận không xúc hết cả khoai ra đây. Vì ta ơi. Ui, ui nóng quá. Ui, ui. Cháy hết cả đất này. Ôi trời ơi. Đâu 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 đâu. Đứng khoai chưa? Đứng khoai chưa? Có củ khoai đây. Đây đây. Chưa khoai chưa? Ui chín rồi, chín rồi, chín rồi. Đây đây đây. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Nhiều chín rồi. Ui được một củ, được một củ, được một củ. Củ đây ơi. Ui. Ai. Ui nóng đấy. Ui, ui đây rồi. Đâu? Ui. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui. Ai. Ui trời. Ai. Ui. Nóng lắm. Đâu, làm gì nóng thế đấy. Bình thường thì chỉ nấu trong vòng 30 phút thôi mà bây giờ để 50 phút. Nhưng mà may quá các bạn ơi, nhìn này, các cái củ này này thì nó không bị kiểu như là cháy đâu các bạn ạ. Nhìn ra bên ngoài không bị cháy đâu. Ui có đâu, có củ than này các bạn ơi, nhìn này than này. Đây đây đây. Nhiều than dã man luôn. Chưa có củ nữa. Ôi giời ơi. Trời ơi, bị tai. Hót luôn cả củ. Còn đâu anh Công Đỏ ơi? Đấy, bên này, bên này, bên này, đấy, 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 đấy. Ui, bên này, nóng lắm ấy các bạn ơi. Ui, ui. Đấy, em xúc ạ. Cẩn thận không mất khoai đấy. Ơi. Ui. Ui, củ này chưa chín hay sao ấy? Ôi, trời ơi, trời ơi, con củ chưa chín nữa mà. Ui. Đây, 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 đây. Wow. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Wow, hết rồi các bạn ơi. Nãy mình nhớ là bỏ nhiều mà sao bây giờ có nhiều đây thôi nhỉ? Mình nhanh tay lấy được củ to ra đây ngồi ăn. Ui. 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 Khoai thì vẫn sống nhăn sống nhó thế này mà. Vẫn chống các em ơi, đi nướng lại đi. Quả như là ăn thế nào được. 50 phút trôi qua, nhịn cả ăn cơm trưa để chờ khoai mà cuối cùng khoai không chín. Vẫn chống nhăn chống nhó các bạn ạ, tại vì chắc là khoai to quá hay sao ấy. Đúng bây rồi. Chúng mình thôi nướng trực tiếp trên lửa cho nhanh các bạn. Lại phải nướng thêm lại các bạn. Trời sắp tối rồi, nếu mà không nướng như này thì tối mất các bạn ạ. Ôi trời ơi, chín rồi, chín rồi. Ôi đen rồi, em nói rồi, chứ không phải là chín đâu mà nó đen thui thui rồi. Như thế này mới là chín là sao, nó chỉ cháy cái vỏ thôi. Cháy vỏ rồi. Ôi nhìn cái củ. Như kiểu cục than ấy. Wow. Ui ui ui. 200 trận củ to đấy. Đây, lóng đâu vậy nào? Đây. To, ui, to, ui, to, ui, chắc chắn chín củ này. Củ này chắc chắn củ to là không chín được đâu. Đấy, đấy này. Ôi, ha sao? Ui, nóng thế. Ui, ui. Ngon. Nóng, nóng, nóng mà ngon. Ui, hơn lắm ơi. Ui, mời các bạn nha. Ui, ôi. Ngon không, ngon không? Củ này chắc chắn chín luôn anh ạ. Cháy rồi, nó còn chín rồi. Nhưng mà ở bên trong, đúng rồi, bên trong ăn ngon lắm. Ngon, ui, bở. Quá bở luôn. Chờ thế nào hả Tam? Ngon lắm anh có rồi. Ui, ngon lắm anh có rồi. Nào có thử miếng không anh ơi? Ôi, các bạn ơi nhìn nè. Ôi, ôi, lạnh lạnh thế này, tối tối như thế này, ăn củ khoai bốc khói như thế này. Các bạn nhìn thấy khói bốc rồi. Wow. 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 Mồm thở ra khói luôn. Ngon lắm cả. Củ khoai tây này có chín không? Chín chín rồi, chín rồi anh ạ. À. Mềm lắm. Ôi, ôi, tươi luôn, đây, ôi. Cái cơ vậy. Này, cho hạt tao này. Em xin. Ừ, ui nóng quá, nóng quá. Ở ngoài đen đen nhưng ở bên trong màu trắng rất là ngon. Trắng vàng ấy nhờ. Nóng lắm, nóng, nóng lắm. Cái bóp vào luôn này. Ui, bở tung luôn. Rồi phí. Thôi, cẩn thận thôi. Ui.
Wow. Ui nóng quá. Mấy, ăn bốc khói luôn. Nóng quá, ôi trời. Nhưng mà bà bở bùi bùi thơm thơm mà đặc biệt lại còn rất tươi. Các bạn nhìn này, khoai này nhìn rất là bở luôn mà vẫn còn bốc khói nghi ngút này. Ui ôi trời, mùa đông xe lạnh như thế này ăn này rất là ngon, rất là ngọt đấy. Cắn một miếng cái thấy nó ngọt, nó thơm. Mùi khoai thơm lắm các bạn ạ. Mà khoai này rất là bở luôn. Đã quá. Vậy là kết thúc một ngày chúng mình ra đồng đào khoai và về nướng khoai các bạn ạ. Hơi tiếc là cái lò của chúng mình nhìn thì đẹp thế thôi nhưng mà nướng không chín nữa các bạn ơi. Chắc là phải đợi một tiếng hoặc là hơn một tiếng hoặc là nhiều than hơn nữa thì mới chín. Chứ chúng mình ăn thì nó vẫn hơi sống, nên là chúng mình nướng theo phong cách này thì nó cháy đen xì xì, nhưng mà ăn thì rất là ngon đúng không các em? Đúng rồi, rất là ngon anh ạ. Và bây giờ trời cũng đã tối rồi, video của chúng mình kết thúc tại đây nha các bạn nha. Bye bye các bạn. Bye bye.